Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày mà quân Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam Việt Nam, buộc người lính Việt Nam Cộng Hòa phải gãy tay súng. Cả miền Nam lúc đó như ở trong bầu không khí ngột ngạt khó thở, cảnh mất nước, nhà tan, gia đình lý tán. Cả miền Nam Việt Nam bị xáo trộn khi quân đội Cộng sản Bắc Việt xuất hiện. Cả đơn vị đồng đội khuyến luyến giã từ nhau, cầu nguyện chúc anh em binh sĩ trở về nhà được an lành, lo cho gia đình. Còn cấp sĩ quan chỉ huy tự nhận hoàn toàn trách nhiệm, sau đó bị bắt hết. Tâm trạng ai cũng hụt hẫng dù biết sẽ có ngày này. Nhiều sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tùng tiết vì tổ quốc vinh thân, không quỳ gối trước quân đội Cộng sản Bắc Việt. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện của một sĩ quan thuộc lực lượng đặc biệt của Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng, sau đó bị bắt vào tù Cộng sản. Cuối cùng, ông vượt ngục, vượt biên qua Mỹ và đến bây giờ vẫn còn miết mài đấu tranh cho dân tộc. Mời quý thính giả lắng nghe. Cựu thiếu tá Lê Nguyễn Thiện Truyền là trung đoàn phó trung đoàn 46. Tôi bị bắt ngay tại mặt trận chung với trung tá trung đoàn trưởng Phạm Văn Nguyên, niên trưởng khóa 18 Võ Bị Đà Lạt, cùng đại tá Tôn Thất Soạn, tỉnh trưởng Hậu Nghĩa và thiếu tướng Lý Tòng Bá, tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh, tất cả cầm giữ tại Củ Chi cùng nhiều cán bộ sĩ quan khác. Đám Việt Cộng giật tấm bản đồ của tôi ném mạnh xuống đất. Hằng Học Bu lại hỏi: mày còn trẻ, sao mày có chức to thế, có mua chức bằng của ông Nguyễn Văn Thiệu không? Tôi nổi nóng trả lời: chúng tao chỉ biết đánh nhau với chúng mày để bảo vệ tự do cho miền Nam của tao. Bọn chúng lấy đảng dữ dằn, nhưng do chúng can nhau nên thôi. Lúc đó tôi cũng muốn chọc cho nó bắn chết cho rồi. Ông nhớ lại, đầu tiên ông bị nhốt tại Củ Chi, rồi tới trại Suối Máu, nơi địa ngục Trần Gian. Có hai người ở chung phòng với ông Truyền trốn trại bị bắt lại, bị hành hạ. Khoảng tháng sau chỉ còn bộ xương. Ngày đó tòa xử án để thị uy trước các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị bắt dự phiên tòa. Bọn chúng kêu tù chúng tôi đào sẵn hai hố để sẵn sàng cái hòm kế bên sau khi tuyên án tử hình bắn liền tại chỗ. Ông Thuyền bồi hồi kể, khoảng tháng 6 năm 1976 từ Suối Máu, ông Truyền trong đợt đầu tiên xuống tàu sông Hương ra Bắc, nằm dưới hầm tàu dơ bẩn, không biết trời trăng mây nước gì cả. Chỉ khi dừng lại mới biết là bến cảng Vinh. Sau đó lên tàu lửa chạy ngang dừng lại ga Hàng Cỏ, Hà Nội. Ông Truyền kể, trong trí tưởng tượng về Hà Nội của tôi thật nên thơ, với những bản nhạc nỗi lòng người đi của nhạc sĩ Anh Bằng, rồi hướng về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Dương. Nhưng chúng tôi ai nấy đều sững sờ khi thấy Hà Nội như ở vào thế kỷ trước, với xe trâu đi ngoài đường, dân chúng nghèo khổ, quần áo nhích nhác, quan gánh tả tơi trên đường phố. Lần đầu tiên tôi mới thấy ga Hàng Cỏ rêu xanh bụi mốc đóng đầy. Cả đoàn thẫn thờ đi trong những loạt đá đầu tiên chọi về phía chúng tôi, cả con nít lẫn người lớn. Trên các toa tàu chở gia súc bẩn thỉu đầy kín người tù cải tạo, dọc đường gió bụi đã có hai vị trung tá bị chết ngục. Từ Hà Nội, lần đầu tiên chúng tôi đến trại Lạc Sơn nổi tiếng rừng thiêng nước độc, với câu nước Sơn La ma hòa bình. Ngày xưa học địa lý biết rằng nơi đây rừng núi bạt ngàn với nhiều cây gỗ quý, nhiều động vật hoang dã quý hiếm, nhưng sao quá hoang sơ, dân chúng nghèo sơ sát. Phải nói từ Hà Nội lên tới đây không thấy nhà nào ra hình thù cái nhà cả. Ông Truyền kể, có lần bọn học trò con nít thấy chúng tôi vác cây trên rừng về, cả đám sợ hãi nấp hết vào trong bụi rậm, nói nhỏ với nhau: sao bọn Ngụy giống người ta quá vậy. Hóa ra con nít ngoài Bắc bị tuyên truyền nhồi sọ từ nhỏ, tin rằng người lính trong Nam là ác quỷ, chuyên cắt cổ giết người, ăn gan nuốt máu, phải đề phòng tránh xa. Và trong tập làm toán của con nít có những bài toán ba thằng Mỹ và bốn thằng Ngụy bị giết, hỏi tổng cộng có mấy tên bị giết. Từ đó chúng tôi càng hiểu rõ chính sách tuyên truyền láo để gây sự căm thù của Cộng sản.
Người tù phải cắt tranh nứa đốn cây về thử làm nhà tù cho mình, mỗi trại chứa gần một tiểu đoàn. Ăn uống thì chỉ toàn bo với khoai mì móc sắt lát. Trời sơn la núi rừng bao bọc, chiều chạng vạng sương mù giăng phủ, hơi lạnh thấu xương, tối ngủ nằm co ro trên giường nứa cỏ tranh. Truyền với ông cho nhau có một kỷ vật đời tù mà ông truyền luôn giữ là chiếc mùng đen màu máu rệt và cái quần xà lõn để luôn nhắc nhở mình trên con đường tranh đấu. Nếu ban ngày phải lên rừng đốn gỗ chặt tranh đấu tranh với cái ăn sức khỏe bệnh tật, thì ban đêm về là những thao thức ngày Bắc đêm Nam, nỗi nhớ về miền Nam thân yêu, về anh em đồng đội ở chiến trường xưa, về gia đình. Kể cả chuyện tính toán vượt ngục cũng có chuyện vượt ngục, nhưng núi rừng Sơn La trùng điệp nên không thành công. Người bản tù chúng khóa 20 võ bỉ Đà Lạt với ông thiếu tá Trần Công Hạnh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 nhảy dù, vượt ngục bị bắt lại cùng nhốt biệt lập thời gian sau thả ra. Đến năm 1979, Trung Cộng tấn công vô các tỉnh phía Bắc, những người tù cải tạo bị chuyển về tại Nam Hà, nổi tiếng khắc nghiệt do công an quản lý. Người tù như bộ xương khô chết la liệt vì bị bỏ đói. Phòng ông truyền có đêm chết hai người, ban ngày có người đang đi lao động đột nhiên ngã đùng ra chết vì đói và kiệt sức. Sau đó trại tù mới cho thăm nuôi. Có những thảm cảnh khi vợ thăm nuôi chồng lúc về bị bệnh chết dọc đường, hoặc có người dẫn con đi thăm bị tai nạn có chết dọc đường trước khi được gặp mặt cha trong tù. Ông truyền thường căn dặn ở nhà rằng chết là vốn, sống là lời. Coi như ông đã chết, hãy lo cho mình, và nếu được hãy tìm đường ra đi. Nếu ông trên cho bóng đêm lùi về dị vãng, được gặp lại người thân là điều phước hạnh nhất trong đời. Và ông thường nhắc lại lời mẹ đầy khí phách đã dạy ông từ nhỏ: chết vì quê hương đất nước là một vinh hạnh. Ông kể ở trại Nam Hà rất nhiều chuyện trong nhà tù hết sức thương cảm. Đó là câu chuyện tình tuyệt vời của một người con gái lối xóm thấy vợ của một người bạn tù ở nhà chết, bỏ lại đàn con thơ nhau nhóc. Cô gái tình nguyện nuôi đám con của anh này. Sau đó cô tìm ra địa chỉ trại tù Nam Hà, lặn lội đi thăm nuôi anh thay cho người vợ đã mất. Câu chuyện khiến anh em tù của chúng tôi vô cùng cảm động. Ít ra có một người bạn tù của chúng tôi khi gia đình gặp nạn thì có người hàng xóm hậu phương giúp đỡ. Câu chuyện là kích lệ tinh thần anh em trong tù cố gắng sống để trở về gặp được vợ con. Thiếu úy Hồng, sĩ quan pháo binh, đặt bài nhạc hay. Sau đó tôi nhớ và ghi lại, đặt tựa đề Đường Ta Đi có những câu làm nức lòng người nghe: hãy quên đi bao tuổi hờn để mình nhìn thấy ban mai. Trong song sắc dày gông cùm đầy điếm thân ta, trong sông sắc dày nhưng lòng ta vẫn hoang ca. Đường ta đi cho quê hương rạng ngời, gặp bóng tối giữa một đoạn đời là bình thường. Em ơi, thiếu úy Hồng chống lao động, chống hiệp định Paris, đòi thi hành luật tù binh rồi tuyệt thực. Sau đó bị cho ở riêng, thời gian sau không thấy chắc cũng bị thủ tiêu. Ông kể thêm, đầu năm 1982 từ trại Nam Hà tôi lần lượt chuyển về Nam ở các trại Xuân Lập, Bù Gia Mập, Rừng Lá, coi như nhẹ được phần nào cho tù và gia đình. Ông truyền và luật sư Nguyễn Hữu Hiểu, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa, bị nhốt trong phòng tối, chân bị cùm, chỉ mặc một quần ngắn, lâu lâu được cho ra tắm một lần. Trong đó có người tù Nguyễn Đức Hiệp, kiến trúc sư, người miền Trung rất can trường, viết thư gửi cho Thủ tướng Việt Nam đòi áp dụng quy chế tù binh không được hành hạ tù, chống không đi lao động. Ông Điệp từ ngày vào tù bị nhốt trong phòng tối liên tục. 7 năm sau khi việc cộng sát hại dã man vu khống ông tự tử, người tù như bộ xương biết đi, xương vai lồi lên, đầu lâu và hốc mắt. Phải nói ở đây giống như cảnh địa ngục, với những kiểu hình phạt tội nhân dưới địa ngục bằng mọi cách bị giết dần mòn, chết la liệt. Lúc bị giam ở Xuân Lộc, ông truyền bị bệnh quan tha ma bắt, tức là quan có thả ra thì ma cũng bắt chết thôi. Vì ông bị viêm gan nặng cùng lúc với sốt rét, ông cùng một số người bệnh nặng bị cách ly riêng một buồng giam. Cán bộ thấy ông truyền không còn sức sống nữa nên cũng có phần nới lỏng sự giam cầm. Vì nghị lực sống phi thường nổi dậy trong người, lúc này là cơ hội để ông truyền vượt ngục thành công.
Sau khi thoát khỏi ngục tù, ông Truyền cũng tìm đường vượt biển. Cuối cùng vẫn may cũng tới, xuất phát trong đêm từ Phong Điền ra cửa Đại Ngãi. Cả đám nằm xếp dưới lường ghe phía trên ngụy trang chở đầy gạch do các sĩ quan hải quân cầm lái. Khi ra khơi gặp nhiều chiếc ghe hải tặc sắp vô, bọn tôi dương súng sẵn sàng tác xạ làm bọn chúng dạt ra hết. Cũng có những cảnh kinh hoàng khi cả bầy cá lớn lội theo ghe đợi người rớt xuống. Sau vài ngày hải hành êm ấm vừa tới đảo, chiếc ghe vẫn còn nguyên. Tới đảo Bí Đông, Mã Lai, tôi gặp ông Johnson, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Ông Truyền được giao nhiệm vụ phỏng vấn, thành lập hồ sơ. Sau đó ông qua Phi Luận Tân làm việc ở thư viện, chính thức qua Mỹ năm 1988. Sau chuyến đi thành công, một năm sau vợ con ông cùng gia đình bên ngoại tiếp tục vượt biển, một chuyến đi hải hùng khủng khiếp mà ông không dám nhắc lại. Đến năm 1995, ông Truyền vô quốc tịch Mỹ, sau đó bảo lãnh hai người con cuối cùng qua Mỹ. Từ đó cả gia đình ông nỗ lực mỗi người mỗi công việc làm lại cuộc sống mới. Riêng ông Truyền miệt mài chiến đấu và xây dựng quốc gia, không có một ngày nghỉ ngơi. Ông suy nghĩ, nhưng mình qua đây ai cũng khổ, lo cuộc sống gia đình ở Mỹ rồi còn ở quê nhà nữa. Riêng tôi phần lo việc gia đình, phần việc đất nước luôn canh cánh bên lòng. Vì qua Mỹ không phải lo cho riêng bản thân mình mà muốn đóng góp một phần thay đổi vận mệnh đất nước, mong có ngày được hạnh phúc tự do. Năm 1997, ông Truyền có cơ hội tiếp xúc với tổ chức chính phủ Việt Nam tự do do ông Nguyễn Hữu Chánh lãnh đạo, một người yêu nước đầy bản lĩnh đấu tranh, cùng lăn lộn với các tổ chức đấu tranh chống cộng khắc, tận tụy miệt mài làm việc cho dân cho nước với lương tâm trong sáng. Ông và đồng đội chiến hữu của ông nhận thấy phải có trách nhiệm đóng góp sức tàn lực tận để tìm cách giải cứu quê hương đất nước. Từ đó đến nay, ông cùng làm việc với các cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ để sớm mang lại tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.